Chào các bạn, mình là Nero và đây là chuyên mục review đến từ Song Long Media. Hôm nay mình có trên tay khá nhiều sản phẩm đến từ Sony. Vì như các bạn biết thì công ty này vừa cho ra mắt 4 sản phẩm tai nghe mới ở thị trường Việt Nam. Song Long Media sẽ lần lượt giới thiệu đến các bạn những thiết bị này trong những video sắp tới. Các bạn nhớ đăng ký kênh của chúng mình để đón xem nhé. Và trên tay nghe đầu tiên mình chọn để giới thiệu chính là WH-CH500, một sản phẩm nhìn rất quen. Đầu tiên đương nhiên sẽ là phần vỏ hộp. Về cơ bản thì hộp của CH500 cũng giống như 3 chiếc tai nghe khác của Sony. À không, có thể nói là giống với rất nhiều chiếc tai nghe khác đúng hơn. Ta sẽ có tên và hình ảnh của sản phẩm ở mặt trước với một số logo và những tính năng có trên sản phẩm. Ở mặt sau sẽ là rất nhiều thông tin liên quan đến sản phẩm để các bạn có thể tham khảo, biết bằng đủ thứ tiếng. Để các bạn có thể nếu rảnh quá thì luyện bằng B1 luôn cũng được. Bên trong chúng ta sẽ có một số phụ kiện đi kèm theo, bao gồm một giấy bảo hành đến từ Sony, một tập giấy rất sử dụng và đương nhiên không thể thiếu một sợi cáp sạc micro USB. Về cơ bản thì phụ kiện của CH500 tương đối đơn giản và dừng lại mức tối thiểu. Ok, giờ sẽ là lúc đến với nhân vật chính, chiếc WH-CH500. Ở đầu video mình có nói bản thân luôn có một cảm giác là cái chiếc tai nghe này rất quen. Và bây giờ thì mình đã nhớ ra rồi. Đây khả năng là một phiên bản clone của chiếc MDR-ZX220BT huyền thoại. Có thể các bạn không tin nhưng thực sự mình không tìm được điểm khác biệt nào trên ngoại hình giữa hai chiếc tai nghe này. Thì mình biết có nhiều bạn đang định Google ZX220BT nên bạn nào đã biết đến cái chiếc tai nghe này rồi thì có thể tua khỏi cái đoạn này. Còn nếu bạn nào đang tính tìm kiếm về nó thì thôi không cần đâu, cứ xem tiếp video là được rồi. Về cơ bản thì CH500 là một chiếc tai nghe giá rẻ nên build của nó cũng không thể nói là quá đặc sắc. Mà đây còn là hàng Sony nữa nên các bạn hình dung được cái đặc tính của nó rồi đấy. Tuy nhiên vì là hàng Nhật nên mình nghĩ CH500 vẫn là một sự lựa chọn làm hài lòng với những thanh niên tối giản. Đây là một chiếc tai nghe on-ear dạng close, khá nhẹ và đơn giản. Điểm nhấn đầu tiên khi trên tay có lẽ là phần cổ tai được làm như nhựa bóng, nhìn tương đối là sang trọng và đẹp mắt. Tuy nhiên thực sự mình nghĩ phần này khá là dễ xước nên với bạn nào quang quật thì nên tập thói quen sử dụng túi đựng ngay từ cái giây phút mua hàng về. Đây, mình đã bị một vết ngay luôn rồi đây này. Trên phần củ tai thì các bạn có thể thấy được logo NFC biểu tượng chiếc tai nghe có kết nối một chạm. Tuy nhiên thẳng thắn mà nói mình thấy ít người dùng cái tính năng này lắm, mà thường họ quay sang dùng Bluetooth cho nó đơn giản. Trên phần củ tai phải thì các bạn có thể thấy cái phần phím điều khiển bao gồm tăng giảm âm lượng, kiêm chuyển bài, bật tắt thiết bị, kiêm dò Bluetooth, nhận cuộc gọi. Cùng là phần mic và khu cắm sạc. Mà các bạn có thấy thiếu cái gì không? Không à? Thế làm thế nào để ta biết được cái tai nghe này đã được bật lên khi không có đèn báo? Ok, mình đã đi tìm và suýt đã chửi Sony SML vì không trang bị đèn báo trên con này, cho đến khi mình nhìn thấy cái đèn ở một vị trí củ chuối đến nỗi thêm một xô muối cũng không hết nhà. Đúng thế, ai biết được là cái đèn nó to đến cỡ này. Phần headband ở trên CH500 là một điểm khiến mình tương đối lấn cấn vì nó được làm hoàn toàn bằng nhựa. Thực tế thì Sony có thể cải tiến nó bằng việc thêm một cái lớp phủ mỏng để có thể ôm lên đầu một cách êm ái hơn. Nhưng đáng tiếc là không. Hốc kéo ở trên chiếc tai nghe này cũng bằng nhựa và vì thế đôi khi nó đem lại ấn tượng chung khá là hàng mã cho cái chiếc CH500 này. Tuy nhiên về cái giá tiền thì không thể đòi hỏi hơn. Nhưng mà mình nghĩ là đây là một cái sản phẩm ra đời sau. Nó cách cái sản phẩm trước đó là ZX220BT những 2 năm mà Sony vẫn không có quá nhiều cải tiến về mặt trải nghiệm người dùng trên cái thiết bị này thì nó khá là đáng tiếc. Còn lại nếu bạn là một người hâm mộ Sony và không quá khó tính thì thiết kế ở trên CH500 cũng không đến mức quá là thất vọng, ở mức trung bình khá cho một chiếc tai nghe giá rẻ. Cuối cùng thì mình sẽ nói đến trải nghiệm trên chiếc tai nghe này sau một thời gian ngắn sử dụng. Đầu tiên là về chất âm, thật ra thì mình cái thời gian trên tay con này nó cũng không được quá là nhiều cho nên cái này nó có thể sai khác khi các bạn sử dụng sau. Về cơ bản thì CH500 có thể coi là đứa con lai giữa ZX310AP và XB550AP. Giải bass ở trên CH500 không được đến mức như là 550AP, tuy nhiên dứt khoát và sáng hơn, không nhiều đua như sản phẩm tiền nhiệm. Giải mid ở trên sản phẩm này lại khá giống ZX310, ở mức vừa đủ và chắc chắn là không dành cho midhead rồi. Tuy nhiên để nghe những cái thể loại như là pop, ballad thì vẫn không có cái vấn đề gì lắm, còn lại chép thì khá hiền. Đương nhiên, với hai giải còn lại như mình vừa nói thì các bạn có thể mường tượng ra được cái giải cao rồi. Để khá là nếu vặn âm lượng cao thì có thể xảy ra hiện tượng nát toàn tập. Nhưng mình nghĩ là chắc không ai mua cái chiếc tai nghe như thế này về để nghe âm cao đâu, nên mọi chuyện đều có thể dàn xếp được. Về tổng thể thì CH500 thực sự không có cải tiến đáng kể lắm về mặt âm thanh so với lại cái ZX220BT. Và thực sự là nó vẫn bị một cái dớp xử lý những cái bài hát có tiết tấu phức tạp, sẽ khá là dối. Tất cả của Sony và đặc biệt là những cái sản phẩm trong phân khúc của CH500 đa số thì vẫn phục vụ cho những người dùng trẻ với sở thích là những dòng nhạc sôi động và nhiều bass. Vậy thì sau tất cả thứ gì giữ người dùng ở lại với CH500? Sau một thời gian sử dụng thì mình nghĩ đó là thời lượng pin. CH500 có một thời lượng pin quá là ấn tượng, với con số dừng lại ở gần 20 giây nghe nhạc liên tục. Ở cái đời trước ấy thì nó chỉ rơi vào tầm độ khoảng 8 tiếng thôi, còn ở đây thì nó là 20 tiếng. Nghĩa là
hơn gấp đôi một chút. Gần 20 tiếng, nghe thì có vẻ ít nhưng thật ra thì nó không ít đâu. Bởi vì ai đi làm đi học thì sẽ biết ngày có khi các bạn chỉ nghe tầm 2-3 tiếng là căng. Mà tuần thì chỉ có 7 ngày, chưa kể còn cắm sạc. Nghĩa là với những người đáng trí và lười như mình thì xe 500 thực sự là vị cứu tinh. Thời gian để sạc đẩy sản phẩm rơi vào khoảng 4 tiếng hơn, một thời gian khá là phù hợp. Các bạn có thể tranh thủ buổi tối đi ngủ cắm sạc, để đến sáng mai thì pin nó đã đầy rồi, tương đối là tiện lợi. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc WH-CH500, một trong 4 sản phẩm mới đến từ Sony. Trong những video tới thì mình sẽ lần lượt giới thiệu các sản phẩm còn lại là WH-CH400, WIC-300 và WISP-500. Hãy đăng ký kênh của Sáu Long Media để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại.